Ilunga Makubu không có gì nổi bật ở sàn đấu nghiệp dư, đồng thời cũng nhận thất bại ngay lần đầu tiên bước lên võ đài chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Makubu cải thiện tình hình bằng 12 trận thắng knockout liên tiếp để trở thành nhà vô địch thế giới trẻ tuổi của IBF vào đầu năm 2013. Và tháng sau, Makubu trở thành nhà vô địch quốc tế hạng dừa của WBC, đồng thời thiết lập 19 trận thắng liên tiếp sau 20 lần bước lên võ đài chuyên nghiệp. Ilunga Makubu từng đấm gãy mũi Tony Bellew trong trận tranh danh hiệu thế giới hạng dừa của WBC, nhưng cuối cùng, võ sĩ người Congo này phải nhận thất bại thứ hai trong sự nghiệp nhà nghề. Dính đòn quyết định ở hiệp đấu thứ ba, Ilunga Makubu sụp đổ giấc mơ chinh phục thế giới vào năm 2016. Võ sĩ người Congo trở lại mạnh mẽ vào năm 2017 trước khi trở thành nhà vô địch quốc tế của WBC vào tháng 9 năm 2018. Đến tháng 6 năm 2019, Makubu đoạt đai bạc của WBC để trở thành thách thức bắt buộc của Hội đồng quyền Anh Thế giới ở hạng dừa. Cuối cùng, Ilunga Makubu cũng hoàn thành giấc mơ vô địch thế giới, đó là lúc anh đoạt đai WBC hạng dừa vào đầu năm 2020 sau khi thắng điểm Michan Csiak ngay ở đất nước của mình. Sau khi hạ knockout kỹ thuật Duro Dola ở hiệp đấu thứ 7 hồi cuối năm 2020 để bảo vệ thành công đai vô địch WBC, Hội đồng quyền Anh Thế giới ra lệnh cho Ilunga Makubu phải bảo vệ đai trước thách thức Tabiso Mchunu.